Xin chào các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa bạn đến với một hành trình độc đáo, khám phá nghệ thuật chế biến cá ngừ hun khói, một biểu tượng ẩm thực tinh tế của Nhật Bản. Cá ngừ không chỉ là một loại hải sản cao cấp mà còn là nguồn cung cấp dinh dưỡng quý giá. Chúng ta thường quen thuộc với hình ảnh cá ngừ tươi với thịt đỏ mọng, mềm mại. Tuy nhiên, bạn đã bao giờ tò mò về một quy trình chế biến cá ngừ khác với thịt chắc nịch như khúc gỗ chưa? Hãy cùng chúng tôi khám phá thế giới đầy bí ẩn của những lát cá ngừ hun khói đầy mê hoặc này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh và bật thông báo để luôn cập nhật những video thú vị sắp tới nhé! Katsuobushi là một sản phẩm được chế biến từ cá ngừ bonito. Loại cá này thường có trọng lượng từ 5 đến 10kg, nhưng có những con có thể nặng tới 20kg. Cá sau khi được đánh bắt sẽ trải qua quá trình hun khói, phơi khô và lên men. Quá trình này tạo nên katsuobushi với hương vị đặc trưng, thường được sử dụng trong ẩm thực Nhật Bản. Nó là thành phần quan trọng trong việc tạo ra nước dùng dashi, là nền tảng cho nhiều món súp Nhật Bản như miso và nước súp như soba no sukojiro. Cá ngừ sau khi đánh bắt sẽ được đông lạnh ngay trên thuyền để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Sản phẩm cá ngừ sau quá trình chế biến sẽ cứng hơn nhiều so với cá ngừ đông lạnh. Cá được đông lạnh nên sẽ cần phải giã đông trước khi xử lý. Bước tiếp theo, công nhân sẽ cắt bỏ đầu cá, loại bỏ nội tạng và những phần không cần thiết khác. Sau đó, cá sẽ được rửa sạch và cắt thành từng phần. Mỗi con cá thường được chia thành 4 phần, 2 phần lưng và 2 phần bụng. Cá ngừ sau khi cắt sẽ được xếp cẩn thận từng miếng lên các giá inox. Khi đã xếp đủ, các giá sẽ được chồng lên nhau để chuẩn bị cho quá trình tiếp theo. Cá tiếp tục được luộc trong nước có nhiệt độ từ 75 đến 98 độ C trong khoảng thời gian khoảng 60 đến 90 phút. Đây là quá trình quan trọng, đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ về chất lượng và nhiệt độ, do đó sẽ được thực hiện bởi những công nhân giàu kinh nghiệm. Tiếp theo, xương cá sẽ được những công nhân khéo léo gỡ ra bằng thủ công để đảm bảo không làm tổn thương phần thịt cá. Sau đó, các miếng cá được làm đầy đặn hơn bằng cách trộn một hỗn hợp gồm thịt luộc và thịt sống xay nhuyễn. Bước tiếp theo, cá được chuyển vào một phòng đặc biệt để tiến hành quá trình nướng khói. Quá trình này được thực hiện luân phiên mỗi 15 phút một lần. Khói và nhiệt độ sẽ làm cho các miếng cá dần trở nên khô cứng. Quá trình này giúp giảm độ ẩm của cá xuống còn khoảng 26%. Sau khi nướng, bề mặt cá được phủ một lớp khói, tạo ra lớp bề mặt đen sần, giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa. Những phần không cần thiết khác của cá sẽ được một người thợ lành nghề cẩn thận mài bỏ. Khói không chỉ giúp làm nổi bật hương vị, mà còn tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển. Điều này nghe rất đặc biệt phải không các bạn? Hãy tiếp tục theo dõi video để tìm hiểu nhé! Tiếp theo, cá sẽ được đưa vào phòng sấy trong khoảng từ 6 đến 10 ngày. Trong thời gian này, nấm mốc có lợi bắt đầu phát triển. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng nấm mốc sẽ làm hỏng cá, đúng không? Tuy nhiên, trên thực tế, đây lại là một phần không thể thiếu trong quá trình lên men, quyết định đến hương vị đặc trưng của katsuobushi. Nấm mốc không chỉ giúp tăng cường hương vị thơm ngon của cá, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo quản cá được lâu hơn. Đặc biệt, chúng còn có khả năng hấp thụ độ ẩm, từ đó giúp cá trở nên khô ráo hơn.
cuối cùng là phơi nắng cá. Sau quá trình chế biến, từ 5kg cá ngừ tươi, chỉ còn khoảng 800-900g cá hô. Lúc này, độ ẩm của cá ngừ khô giảm xuống còn 12-15%. Sau đó, sản phẩm được sơ chế sạch sẽ tại nhà máy trước khi chuyển sang quá trình bào mỏng bằng máy công nghiệp. Cuối cùng, cá sẽ được đóng gói và sẵn sàng để tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu sang các quốc gia khác. Tiếp tục hành trình khám phá ẩm thực tại Nhật Bản, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách làm nước dùng từ cá ngừ và rong biển, một yếu tố quan trọng trong nền ẩm thực nổi tiếng của đất nước này. Đầu tiên, bạn hãy cho nước vào nồi và ngâm rong biển trong đó khoảng 30 phút. Sau thời gian này, rong biển sẽ trở nên mềm mại hơn. Tiếp theo, chúng ta sẽ đun sôi nước. Khi nước bắt đầu sôi, hãy tắt bếp và lọc bỏ bọt để nước dùng trở nên trong hơn. Bây giờ, chúng ta sẽ cho cá ngừ vào nồi. Hãy để nước dùng trên bếp cho đến khi sôi trở lại. Chúng ta sẽ sử dụng khoảng 200g cá ngừ cho 3 lít nước. Sau khi thêm cá, bạn hãy nhẹ nhàng khuấy đều lên. Nếu nước dùng quá đậm, bạn có thể pha loãng nó tùy theo sở thích. Sau đó, lọc nước dùng và chuẩn bị cho lần lấy nước dùng thứ hai. Lần lấy nước dùng thứ hai này, bạn hãy thêm khoảng 1,5 lít nước lọc, tương đương với nửa lượng nước ban đầu vào nồi và đun sôi lại. Quá trình lấy nước dùng lần thứ hai được thực hiện tương tự như lần đầu. Trong lần này, bạn chỉ cần thêm vào nồi khoảng 100g cá hừ. Điểm khác biệt là bạn không cần phải thêm rong biển vào hỗn hợp này. Sau đó nước dùng sẽ được lọc một lần nữa. Ở Nhật Bản, nước dùng lần đầu Ichiban Dashi thường được sử dụng cho các món súp và món ăn nhẹ nhàng, trong khi nước dùng lần 2 Niban Dashi thích hợp cho các món cần thời gian nấu lâu như món hầm. Cả hai loại nước dùng đều tạo nên hương vị đặc trưng và tinh tế của nền ẩm thực Nhật Bản. Vậy là chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu quy trình chế biến cá ngừ đặc biệt và các món ăn đặc sắc của Nhật Bản. Các bạn có suy nghĩ gì về quy trình đặc biệt này và các món ăn này? Hãy chia sẻ ý kiến của mình để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích video này, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ với bạn bè và người thân để ủng hộ chúng tôi. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!